Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã đến thăm và động viên trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em đường phố Đà Nẵng. Trung tâm Bảo trợ Trẻ em đường phố Đà Nẵng là tổ chức xã hội ngoài công lập, được thành lập từ năm 1991. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 60 trẻ em có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 nhà trẻ, từ 5 đến 18 tuổi. Các trẻ em được nuôi đến 18 tuổi sẽ tái hòa nhập cộng đồng. Hàng năm, trung tâm được Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên 200 triệu đồng trên một năm, vận động tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước với nguồn tài trợ hơn 6 tỷ đồng một năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao hoạt động của trung tâm trong thời gian qua, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố. Đồng thời khẳng định lãnh đạo thành phố luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhắn nhủ đến các trẻ em nơi đây tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu học tập để vượt lên trên nghịch cảnh.